Vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A đã xác định ô tô liên quan. Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A qua Thanh Hóa, một lái xe ô tô tải đã tới công an trình báo. Ngày 16 tháng 1, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ việc thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, nghi do liên quan tới vụ tai nạn giao thông hôm 12 tháng 1 vừa qua. Theo đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên là ô tô mang biển kiểm soát 34C-24524 do Nguyễn Danh Thường, sinh năm 1971, ngụ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển. Lái xe này đã đến Công an huyện Hậu Lộc trình báo sau khi nắm bắt được thông tin vụ tai nạn giao thông trên. Trước đó, vào sáng ngày 12 tháng 1, Công an xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm người để phục vụ điều tra, xác minh một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã này. Theo thông báo, vào khoảng thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Phủ Lý, xã Đại Lộc, chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi khoảng 40 đến 50 tuổi, đi xe đạp, loại xe ghi Đông Nam, trên xe có đem theo làn và giỏ nhựa. Nạn nhân mặc quần màu xanh, đi tất màu đen, đi bao tay màu đen, bên ngoài có mặc áo mưa dùng một lần màu xanh, đội nón lá cũ, nghi là người thu mua sắt vụn. Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn ở nhiều vị trí trên đường. Chiếc xe đạp của nạn nhân văng vào lề đường, hư hỏng nặng. Sau khi công an phát đi thông báo, người nhà nạn nhân đến nhận diện và xác định nạn nhân là bà Lê Thị L, sinh năm 1969, ngụ ở huyện Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang trên đường đi chợ. Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.